Anh Hiếu này quen quen ta. Anh Hiếu này u sơ, u sơ, u sơ. Anh Hiếu này u sơ. Thế em không biết. Em follow anh Hiếu đi, em follow chip. Anh Hiếu ơi, chip là em gái của em, chơi trên mạng cũng quý nhau. Thỉnh thoảng anh vào anh cho em nó con sư tử vào cái máy bay. Anh điều. Anh follow chip. Yêu cái gì thì anh Hiếu là u sơ mà, người Hà Nội mà. Giàu lắm. Anh cứ thích mộc mạc là anh giàu lắm. Follow đi. Chip ơi chip. Dạ. Em là người yêu Khánh à? Dạ không. Anh chào Ngân nhá. Yêu yêu vẹo gì anh Khánh chứ. Thế nào? Anh Khánh, cô bé thì là cô bé nào kia Khánh? Ngân baby. Ngân baby em là người yêu Khánh à? Không ạ. Thấy không? Ngân baby này mà lộ link trên mạng đấy. Cái gì vậy? Nói gì vậy? Mọi người cẩn thận đấy. Ngân này em bị lộ clip trên mạng hả? Không ạ. Sao Khánh cái bảo đây? Anh nghỉ hết đi anh. Anh trêu đấy, thôi bây giờ nhá. Lên đây chip là follow anh Hiếu vào, anh Hiếu follow lại rồi tình bảo giúp các em con máy bay và con sư tử. Anh Hiếu này anh u sơ, anh mới chơi được khoảng một tuần. Anh cũng là anh mới biết chơi bi cây này à, anh mới chơi cái này được hơn 2 tháng thôi. Anh mới biết ấy, bây giờ anh hay đóng sư tử cho mọi người á, giúp sư tử. Mà anh Hiếu bây giờ nhá, anh sau cái like này anh sang anh thả cho chip con sư tử ấy cho uy tín. Nó cười em chết đấy. Tao cái này anh về thả chip cho tụi nhá. Anh Hiếu. Cái gì? Sau cái này này anh về xuống anh thả cho chip cho mấy người mới nhiều con tụi. Chip ơi chip. Dạ. Thế Khánh nó tặng em mấy con sư tử rồi. Anh Khánh á, anh không tặng sư tử. Khánh đã tặng em con sư tử nào chưa? Oh. Ăn được con sư tử của anh Khánh có dễ đâu anh. Thế là Nguyễn. Anh Chip ơi. Anh không nick của anh nick Mỹ, bấm vào kênh cài đặt ở tiếng Anh thôi, anh không biết cách cái su ấy. Thằng này nick nó dùng nick Mỹ, tất ra là nó không biết ấn vào đâu. Nick của anh nick Mỹ, kênh của anh. Kênh của anh. Cảm ơn mọi người ơi, cảm ơn Thảo. Chip anh bảo Chip ơi. Chip. Dạ. Dạ. Kênh của anh cài đặt toàn tiếng Anh nên bấm vào cài đặt tiếng Anh là anh không biết cách ấy su ấy. Ừ. Hay thế thôi chứ này nhá. Tí nữa em đưa mẹ xuân quả này anh chuyển cho 5 triệu. Ok luôn. Tí em đưa cho. Ủa Chip ơi. Dạo này em vẫn đang nghèo lắm anh. Hả? Chip. Dạ. Em phát ra cái âm thanh gì mà anh đưa cái con quét. Âm thanh gì kiểu như đang sướng vãi trưởng. Ui, không biết đâu bạn này. Anh có bị lãng tai không ấy hả? Ra vậy em cười. Em cười như này chứ. Chip ơi chip. Dạ. Từ đấy giờ anh đấu với thằng Khánh này anh toàn thua thôi. Em đấu lại với nó anh ấy. Mọi người ơi, em cần thắng anh Khánh kèo này ạ. Bên Giang. Đang ngàn nỗi nhớ hay đang định. Kèo này ai thua là phải nhảy đấy nhá. Ai thì ít điểm nhất phải nhảy. Hai người ít điểm nhất phải nhảy. Thế thì nhà Chip ơi. Dạ. Anh Hiếu đây là chơi em chưa mới chắc. Em follow rồi, em follow rồi. Ừ, anh Hiếu follow bé Chip đi thì dặn sang giúp nó con giúp được cái máy bay cũng được. Kèo này anh muốn em thắng kèo này để em đỡ phải nhảy. Hiếu ơi. Quay cái số điện thoại ra vào móc tương tác ở kênh người khác. Mấy ảnh cái chân cột điện ấy gì á. Bên như này Chip ơi, anh Hiếu là anh ấy có cái Never 33 3233 gì ấy, bên 33 rồi gì là vẫn đang bị sập. Vì là ông nội anh ấy làm cái đó bị sập ấy. Còn đâu cái link này link phụ anh mới chơi lại thôi. Còn đâu anh đã cũng chơi tự rồi lên là Never 33 rồi mà. Mà giới thiệu mấy em là anh user cứng đấy. Ừ. Anh em nhìn em nhìn ngoại hình anh ấy cũng cứng lắm anh. Giang không mà. Anh này anh cho bốc họ trên Hà Nội nhưng mà cái tiền lãi là anh đem vào anh ấy su hết. Em này là Khánh, em nghe Khánh giới thiệu em ạ. Em chào anh Dũng Romali Đức nha. Nghe như này. Anh giới thiệu với Chip này, anh Hiếu này là một đại ca ở trên Long Biên Hà Nội, chuyên cho bóc họ với bạn nái.
cái tiền thu họ thì anh đem vào anh ấy xu hết để anh tặng quà. Ủa sao sớm đang ngồi tư vấn rồi. Cảm ơn Quang nhiều. Hiếu mới chip nhảy đấy, anh Quang Hiếu mới dân baby nhảy đi. Ai thua phải nhảy, đứng lên nhảy đi. Em tưởng xem nhau rồi. Lên nhảy đi kìa. Đâu, anh bảo hai người ít làm lên nhảy mà. Cũng Hiếu mới làm lên nhảy đi. Anh ơi, nhưng mà nhảy thì cứ nhẹ nhàng thôi nhé, tại vì... Ok em, ok em, nhảy đi. Em bật nhạc em nhảy đi. Cho anh Hiếu rửa mắt, anh mới đi tù về, anh rửa mắt đi. Ủa sao một mình em chả kéo? Đâu Hiếu nhảy đi, Hiếu. Anh Hiếu, anh phải nhảy, Ngân mới dám nhảy chứ, anh không nhảy thì ai trước kéo. Đây như này, đây như này. Ngân chả kéo trước, vậy anh Hiếu mới đi tù về mấy tháng, cho anh ngắm tí, xong lại anh nhảy sau. Mới đi tù về háo gái lắm. Chị chip mở bài chip hình đan cho em. Ủa sao cả không chị? Dạ có. Ở chip hình đan chắc em không nhảy người kia đâu. Tại vì là dạo này em mặc sống nhảy á. Anh Hiếu ơi, làm tí văn nghệ sau sông sắt tí nhở. Anh ơi, anh mới đi tù về làm tí văn nghệ sau sông sắt tí nhở. Vừa anh em mới bảo vô sơ không giờ lại mới đi tù sao? Đâu, khổ lắm cái bà chết này. Đi tù về cái đây 3-4 tháng rồi. Về làm lại cuộc đời giàu có rồi, người ta là đại ca. Anh làm có gì á, anh làm có gì anh tư vấn cho phát rồi. Anh cho bốc họ à? Đội nào thua là đội chả kèo nha mọi người. Nhìn con mẹ đi, còn mẹ giả vờ ngước lên ra vẻ là bố không quan tâm. Mới đi tù về vá lắm rồi. Mình Hiếu vá lắm rồi anh em ơi, vá lắm rồi. Bây giờ chị này, ý là anh Hiếu nhà anh ấy là một đại ca giang hồ mới đi tù về như 4-5 tháng làm lại cuộc đời ngay mà em, người ta có số của má. Làm lại cuộc đời nhanh mày em. Ôi chưa sạc kèo à? Ôi anh Hiếu chưa sạc kèo. Anh Hiếu đứng này nhé, anh Hiếu ơi. Cảm ơn mày. Cảm ơn anh ngoài nhảy ra được. Nhảy vui thôi, nhảy như vào đấy này. Xoay nợ kèo này tốn trả. Kèo này nhá, vẫn ai ít điểm nhất phải trả đây, hai người ít điểm nhất phải trả đây, không chơi được đâu. Thôi anh ơi, bây giờ kèo này chơi theo đội đi, bởi vì là ai ít điểm nhất, các anh có chắc kèo đâu. Này, anh đang ở ngoài đường này. Cảm ơn anh Jack. Kẻ con mẹ nó sợ bùi thì mình là giang hồ mà. Thế anh búng tay được không? Anh búng tay được không? Ok, anh búng tay được. Anh búng 20 cái đi, búng 20 cái chip, đi. Chip. Ok, chip ơi. Anh bảo chip ơi. Dạ. Búng tay đúng sợ chờ anh Hiếu đi tù, cái đại ca búng tay rốt rồi. Mình mới định ra kìa nhà mình ơi, cuối anh cảm ơn anh Jack ạ. Ok chưa? Khá là vư. Thank you mọi người. Mọi người ơi, X3, tranh thủ X3 mọi người ơi. Thank you busy. Búng tay đúng sợ chờ anh Hiếu luôn, trong tù thì các đại ca búng rốt mà. Đây là màu xanh đó. Cảm ơn hai boy. Lanh thì vọng. Lanh Nam Nguyễn. Cảm ơn anh thì vọng à. Alo. Mới cho em tầm giới thiệu với chip nhá. Anh Hiếu là một u sơ. Em ạ. Dạ. Ngân ơi. Ngân. Dạ. Follow anh Hiếu chưa? Anh Hiếu follow hai em đi rồi thì tặng sang giúp em tí. Mẹ ông đi đóng trong sân sói thì ông có được cắm phích thông thít rồi mà ông đóng sân sói béo. Đóng một củ lứa hay ra còn chấm mút tí.
đóng cho sân xoáy làm gì? Thế là hàng nha, cảm ơn anh VG. Sân xoáy đàn ông mình đóng được cái gì đâu. Chip nhảy đi kìa. Nhảy gì? Em thắng kèo, sao mà nhảy? Làm một lối cho em xin. Em điểm đi thằng cho anh nói. Người ta thắng kèo mới bắt người nhảy. À, anh nói chip này, anh nói một lần cuối cùng, mình Ngân nghe rõ, chip nghe rõ này. Anh yếu là anh là u sơ xịn trên này luôn đấy. U sơ của cổ tử cung. Anh ơi, anh đi chạy xe ôm đi em ơi, hết giờ rồi. Nha. Tối, cảm ơn anh Ngọc, thank you busy, cảm ơn mọi người nhiều. Anh yếu là anh yếu u sơ cổ tử cung mà. Tốn mẹ luôn rồi. Em về nhá, chúc mọi người lại tốt ạ. Em đi về đây ạ, chúc mọi người lại tốt ạ. Okay. Đù mà hiểu. Chêu nhớ tức quá chốt rồi. Cảm ơn anh Dũng cơm đi nha. Xí gái mà, tay đấy xí gái mà. Tay đấy oai gái lắm anh em ạ.